Đây, rồi, đây này. À, rồi, rồi xoay qua bên... Ủa giờ quay hả? Rồi, bây giờ muốn quay về hết bên trái thì nghe bên đây đau. Hay là lúc mà quay về bên đây mà bên đây đau. Nó nghe thử quay về nào, quay về. Thấy nào được đâu, quay về đi. Nó nghe căng đây, nghe căng đâu. Rồi, xong bây giờ quay trở lại. Đau không? Có đau không? Không có gì mà bên này đau phải không? Rồi. Giờ cúi xuống từ từ. Đau đây thầy. Từ từ cúi xuống vậy đó. Cúi xuống. Có nghe đau không? Có đau đau hai chỗ này. Rồi, ngửa lên. Có đau không? Ngửa lên hả? Ừ, không đau phải không? Vì vậy là chắc chắn là chỉ có cái điểm này đau thôi. Rồi. Bây giờ mình tìm cái vô cái điểm đau đó nha. Đứng vậy, chị đứng vậy. Chị đứng vậy đi chị. Xây lưng lại, ngồi giống như ngồi xe không đá. Rồi, ngồi xe ông ra đúng rồi, ngồi xe ông ra, ngồi xe ông ra, nhớ không? Rồi, ngồi xe ông ra. Đưa đây cái kiến ở đây, đây, ở đây. Đi xe ông ra về Việt Nam nha. Rồi. Bây giờ Việt Nam hả thầy? Bình tĩnh nha. Chị coi như là chị đau hai bên đây phải không? Đau hai cái chỗ này, đau cái này. À, như vậy là cổ, không đau chỗ nữa. Cổ gái. À, các vị các để ý nha, đây là đau cổ gái. Đó. Đau đầu chóng mặt. Đau đầu chóng mặt. Rồi. Bây giờ quý vị thấy đây là trường hợp đau đầu. Bây giờ chỉ cái điểm đau hồi nãy mà lúc mà quẹo cổ, chỉ điểm đau hồi nãy đi. Coi đây nè. Không, cô chỉ cái điểm đau hồi nãy lúc mà quẹo cổ. Lấy cái tay chỉ, lấy cái tay chỉ. Lấy cái tay của chị. Nãy quẹo, nãy thầy quẹo bên phải bên trái đau. Lấy cái tay chỉ đi. Nãy cô quẹo về phía nào mà con nghe đau á? Đau rồi. Không đau đâu chứ thầy. Thầy đau chỉ đi, chỉ điểm đau đây ha. Giờ nè. Rồi quý vị xem đây. Nè, giờ đau con nghe đau đây phải không? Đau đây hai bên luôn. Đau hai bên đây. Rồi. Thôi bây giờ quý vị nè, bây giờ quý vị mới học viện chẩn nè. Quý vị mới nhìn mới thấy không? Một anh nè. Thấy anh này không? Thấy không? Thấy không? Tại sao nó mọc, nó không mọc chỗ khác, nó mọc đây? Tại sao nó để cái tàn nhang chi đây vậy? Cho nó máu tắc. À, đó thì những cái điểm đó thì bây giờ mình mới thử nè ha. Mình mới cổ nghe đau đây nè ha. Bây giờ mình mới chà thử cái đấu xứng bên đây nè. Chừng nào đau nói ha. Mình làm đối xứng cho dạ. Cái điểm đau á, chỗ nào đau nó nha, hai con này chỗ nó, bây giờ nó không đau nó ha, cho mình làm như này nhẹ nhẹ hơn. Quý vị nè, nghe cộm không? Có nghe cái điểm cộm đây không? Đau lắm phải không? Đau phải không? Đau nói cho biết. Bây giờ đau đây phải không? Này làm nhẹ nhàng này ha, ngưỡng cái cổ lên, đó cho nó mềm. Đó là đang đi tìm cái sinh nguyệt đó. Đau phải không? Rồi bây giờ nghe thử cái bên này coi nó có gì lạ không? Chỗ đau bớt không? Quay thử rồi quay cổ rồi. Quay thử cổ luôn á. Có nhẹ bớt không? Có nhẹ bớt không? Có bớt bớt. Thì như vậy đó, quý vị thấy á, trên thực tế nghe phiêu là đau đây. Nhưng mà khi ta khám là nó tắt ở đây. Do đó mình phải khám, bây giờ mình mới làm thẳng nè. Từ cái chỗ nó để dấu nè ha. Mình làm ra nè. Đó, nó cứng dữ lắm. Tắt phone giùm đi. Đó, bây giờ bên bệnh nè. Không thấy đau ha, bên này đau nè. Đúng ngay chỗ này. Ừ, nhưng mà nó không có đã hay sao. Lỏng mềm. Rồi, rồi coi bớt không? Quay thử coi. Thấy có thấy nhẹ bớt chưa? Nhẹ không? Nhẹ bớt phải không? Con nghe cái đầu cô nó còn chóng mặt. Quay quay cái đầu coi còn bớt không? Còn. Chóng mặt thì còn. Còn cái mặt phải không? Rồi. Ok. Bây giờ đó, cái chỗ này á, để một bên thì sao? Chỗ này nó liên hệ tới ngang chỗ này nè. Cái xương qua da chỗ này nè. À, bây giờ nó đây thử nè ha. Nè. Nhúc nhích rồi ha. Bây giờ thích thử bên này. Không thấy nè, bên này bị nè. Tức là lấy giữa con sống này nè, cổ bị này nè, con này vừa thiếu huyết nè. Bị ngay cái huyệt cách vua á. Một trong cái huyệt này đó, hồi xưa đó vua Sở bị bệnh á. Có ông thầy thuốc tới ông tìm, ông nhìn, ông thấy á, có hai thằng nhỏ chạy ra chị vô chỗ nó. Thành thử sau này người ta đặt cái tên là Dùng Cao Quang là vậy á. Đó, đè cho nó. Đau phải không? Cho đau, đau phải nói, đó cho biết nên tìm đúng sinh huyệt. Xong rồi đó. Cái đó là cái gì vậy thầy? Huyết cao quang, huyết cao quang. Cách du. Cái nhưng tên mà cái này là cách du nhưng mà cho cái cao mặt. Xưa, cho cái mặt đó nó tên là cao quang, nó liên hệ cho giờ mặt. Nghe thấy cái cách mặt cái con không? Bớt không? Bớt. À, thành thử cho nên nó chống mặt chưa chắc là tại huyết áp.
mà huyết áp mới chóng mặt mới làm thành huyết áp, chứ không phải huyết áp mà làm cho chóng mặt. Ta hiểu lầm vấn đề đó, cho nên ta cứ uống thuốc hạ huyết áp mà chóng mặt vẫn không hết. Quý vị có hiểu cái lý tôi nói không? Vì tại sao bị chóng mặt vậy? Thì nó bị ngay chỗ này là cái huyết của nó đi không đủ. Mà cái huyết nó đi không đủ, nó bơm lên đầu không được, hình như vặt nó xuống không được, nó cứ tắc nghẽn, nó làm cái khu vực nó bị hoài, nó bị nghẹt. Thì bây giờ cái cách mình trị đó thì mình dùng cái hai thái dương này nè, là cái xương bướm này nè, nó đồng với hai cái xương bả vai này của cổ hồi nãy. Mình đã ấn vô đây đau rồi cái gì vậy? Rồi bây giờ quay lại ngồi bình thường ha. Đó bây giờ đây mình có thể làm bằng cách đây này, ngay cái thái dương này nè ha, ha, giống cái xương bả vai nè, ngay cái lõm này nè mình chà vô. Đó, nghe có chỗ nào đau nói chứ đừng có chịu nha, đặng đau cho biết mình mới đau, nói đau mình mới học được việc. Đây nó đau bên này bị, nhưng mà cô chịu đựng cô nói đau. Đúng rồi, đau phải nói để cho cái người ta tìm được công việc đúng chỗ, thấy chưa, đúng không, đúng như nào chưa, chúng em đau phải nói đau phải nhẹ đây là phải chịu nói đau. Tại thấy cặp này sợ quá chứ đâu phải làm chị chịu đựng giỏi quá. Đúng rồi, chị chịu giỏi đó, có nhiều người đụng ra làng rồi nó bị gì đó, nhưng mà chính ra mấy cái điểm mà mình đau mình phải nói đúng cái điều, cái là cái sinh nguyện đau thì cái này với lại xương bả vai là đồng giống nhau, đồng nhau, đồng nhau. Cho nên người ta mới thành một cái hệ thống đường kinh, cái meridian system nó chạy từ dưới chân lên đầu, nó vòng qua da, nó chạy ra là vậy đó. Còn mình tìm theo những cái điểm giống nhau này, tức là nó sẽ tồn động những cái điểm giống nhau, nó sẽ đi về đó. Rồi nghe thử coi giờ nó còn chóng mặt, còn nhức đầu gì không? Trời bớt rồi. Tại đau quá thôi bớt chứ. Bây giờ mình học là như vậy đó, tức là tự làm, tự tìm chỗ đó được chưa? Mình tự tìm được chưa? Đau không? Đau không? Làm sao đau là được rồi đó. Thầy, cái này là đừng chóng mặt thầy hả? Chóng mặt mà đồng thời bị gì nó nằm hay sao? Bây giờ đây này nè, bây giờ mình thấy chóng mặt là thấy khó hiểu không? Thì khó hiểu không? Đúng rồi. Bây giờ mình nhìn về mình sẽ thấy dễ hiểu nè. Rồi rồi, đúng rồi. Nếu mình thấy hay cái mình lấy cái này làm cái hộp sọ phải không? Dạ. Và cái ót làm sao nhìn tới phải không? Vâng. Thì đối diện với cái ót có phải là cái mặt không? Đối diện với cái ót thì là cái mặt gì đó. Thì chà vô đây mà đau là hết chung mặt rồi phải rồi. Ôi trời ơi thầy, ok. Dạ đi đau hết chung mặt nè. Nó cái đường kinh đỡm nó chạy vòng quanh lo tai. Hồi xưa là học theo cái kiểu lối thối cũ đó. Còn học theo cái lối mới về hình nó giống hình. Hình nó giống hình, sẽ tìm ra cái hình sẽ giống y chang vậy đây. Đó, chà hồi thấy mặt hồng hào liền á. Đẹp không hả? Đẹp liền. Đẹp. Hết đau đẹp rồi. Được ra được chưa? Thấy không? Đúng. Nào quý vị câu nhận thấy không? Sáng. Thấy mặt sáng rồi. Sáng là đúng. Mặt còn tươi hơn nãy phải không? Mặt sáng. Nãy giống như là cái mặt bí sĩ à, phải không? Thấy không? Hơi tối, bí sĩ bí sĩ mà tối. Thấy không? Sáng, đúng. Đó là máu huyết đó, chỗ này. Có sáng, đúng. Tự chữa được phải không? Tại được thâu hình nên mặt sáng. Hả? Không, mặt sáng ra đúng không, sáng, không nó vậy nó chóng mặt, cái mình chà nó thay đổi mình biết liền à. Rồi sau đó chưa đủ, mỗi ngày mình phải tự kích thích thêm cái việc não hộ, tức là nó opposite chứ cái này đúng không, cái này nó đi mới có chiều ngang của một mặt thôi, còn thứ hai mình kích thích vào rồi ngồi xem ông ta, ông ta Việt Nam đúng rồi, ở đây ta thấy rồi đây đó, đây nè, kích thích vào trong não nè, từ chỗ này nè đi lên. À mình đi từ lên và dưới lên trên, từ trên đi xuống, mình kích thích vậy. Cái này cho kích thích cho máu vào não. Kích thích cho máu vào não. Và nó lưu thông trong não, thành ra cái vùng này nó đặt tên là não hộ, hộ là gia đình. Não hộ. Dạ. Đó, cái nhà của não á. Não hộ. Đó. Thường thường ví dụ đau gì cái người ta uống aspirin này kia. Đó. Để không vậy, bớt cảm giác thôi. Còn mình cái làm á, chữa gốc luôn. Còn mình làm cho nhà mình nè. Đây, mỗi ngày mình làm nè. Mình lấy cái sống dao này nè. Vuốt nha nè. À, cái đó cho gì vậy thầy? Thì làm cho nó rãng máu qua hai cái dây cho nó lưu thông. Mấy cái mạch á, cho nó lưu mạch thông. Nó lưu thông cái dây á. À, sau cái đó mình nên làm cái đó. Sau đó mình làm vậy á. Hai bên. Nhớ đừng cho kẹt tóc, kẹt tóc đó thầy. Ở đây bị chày đó thầy.
Ừ thì đó, đó không có trầy, tại nghe đau thì không có trầy. Rồi xong bây giờ nó thí dụ như vậy đó, đau quá đó ha, mình có thể làm chỗ khác chỗ này nè, nhìn nha. Nếu ta nhìn từ trên đi xuống á, thì ta sẽ lấy cái này nó làm cái gáy. Cái gáy, dạ đúng rồi. Thì cái này á nó ra cái cánh tay, cái này nó giống cái nách, cái đúng. Này nó giống cái đỉnh vai. Đúng. Thành thử cho nên đau cái vai trên đó đó, mà người ta đau quá mình không đụng được nữa thì mình có thể đụng dưới này. Hiểu không? Thì mình mới đụng như này nè. Wow, đau quá thầy, đau thầy. À, đau quá thầy, đau. Mình cái thế mình thầm là sai gì, mình phải để xuống không, hay là mình không cần? Để thắng cũng được. Được là thầy, để sao cũng cô, được hết. Để cho cô học, cô nhìn. À, để thấy thế thôi, thấy cái hình thôi chứ thầy kia. Đó, là con nghe cái vai nó dễ chịu không? Dễ chịu quá, nhẹ bớt. Hả? Dễ chịu phải không? Rồi. Dễ chịu hả? Rồi. Thầy làm mấy lần thì cũng vậy, cứ ngày ba thời công phu đủ ba thời. Bên đây vậy đúng không? À, bên đây cũng vậy, bây giờ nếu mình muốn thử thì thử cái này. Thấy không? Dạ, đó, làm càng làm nó càng đã, hả? Thấy không? Hả? Nữa đây. Hả? Thấy không? À, cứ làm cái này, cái này. Ừ, đây này, đây này đó, mình kích thích đều hết từ trên xuống dưới. Thôi thầy, mình có lấy tay biết thầy. Cũng được á. Vuốt 37 lần. Miễn mình vuốt mà mình nghe được điểm đau thì mình tác động trên điểm đau nó 7 lần. Hay giống như mình đi tìm một cái vật mà mình bị mắc vậy đó. Bớt không? Bớt. Bớt là phải không? Bớt nhiều lắm phải không? Uống thuốc mà. Này uống thuốc nè. Thật là uống đó. Có người vừa chỉ viết cái tên tắt của tôi luôn là thành là Now medicine by hand, no by mouth. LBL by hand. Tức là mỗi ngày ba lần uống dư thuốc của ông Lộc. Thầy có câu hỏi thầy, cái này gửi được gì thầy ạ? Việc này á, cái tên của nó là việc hợp cốc. Bấm được này. Muốn bấm không bệnh bấm chi. Bấm đây chữ cái gì? Quan trọng cái nhức răng. Rồi bị đôi khi là mình bị nhức đầu cũng xài cũng được. Cảm mạo xài cũng được. Ở cái đây hả thầy, cảm hả thầy. Nhưng mà nó là định nguyệt. Thành thử cho nên nếu mà mình cứ thử nó hoài đó thì mình sẽ không nhận ra được. Đúng. Còn mình xài sinh nguyệt thì nó tốt hơn. Đêm nào không bấm thì không nên làm. Không rồi nè. Mà bấm thì làm. Thì nghĩa là khi cô hết bệnh cái vai thì mấy cái này nó hết. Hết đau. Mấy cái chỗ này nó cũng hết đau luôn. Bây giờ mình tập trung vào mình hồi nãy giờ thầy chỉ chỗ nào mình chữa, cái mình hiện đang bị nhức đầu này kia chóng mặt á, làm ngay chỗ đó. Hai cái này. Đúng vậy rồi. Bả vai cái này. Vấn đề ở toàn đó nào nào. Bây giờ quên cái này, ngồi trước này xoay lại nào, quý vị học nữa này nha. Dạ. Ví dụ mấy cái điểm này nãy mình nói dai rồi mà mình thấy đau quá mình làm không nổi. Đúng rồi. Giờ đó mà đây chạy như này đau không nổi thì mình làm chỗ khác nè. Đúng rồi. Mình biết nó do nó kẹt nó cần cổ. Nó cần cổ chỗ này ha. Thì mình lấy cái này làm nắm tay lại, ngóc cái này lên. Thì nó muốn mềm nó mới giống cái gân cổ. Dạ. Thấy không? Thì cái cổ tay mình mới nắm nha nè, mình để tay này. Tay này mình đưa qua mình vuốt nha, đừng gồng, đó mình vuốt nè. Đó, vuốt nhẹ nhàng vậy. Ha, đây không thấy đau. Đây cũng thấy đau mà chỗ này đau. Đúng rồi, đau. Mình vuốt 7 cái. À, đó, vuốt chỗ khác nè, không đau. Không đau. Đó, anh này đau, đó. Thì xong mình tự làm tay. Chứ mình đẩy ra được. Đúng rồi, không, đẩy vô chứ. Cái kinh dương này đi từ ngoài vô. À mình đẩy vô vậy hả thầy? À đẩy vô vô vô. Vô. Mà nó đau là đau. Đã đau ha. Rồi nghe thử cái cổ nó dài nó nhẹ thêm không? Sao đau thầy ơi? Ừ đau nhưng mà cổ dài nó sẽ nhẹ thêm. Vậy là tay vuốt lên, chân tay vuốt lên, chân vuốt xuống, trong rút rút ra. Ở trong mặt trong thì à mặt trong thì từ trong thì rút ra, tại tim mà tim bấm bốt máu từ trong đi ra, cho nên cái đường kinh này phải từ trong đi ra ngoài, cho nên vuốt tim. Chỉ quý vị vuốt đó. Là vuốt ra không? Là vuốt ra nè, ha. Yeah. Còn ở ngoài này đó là đường kinh dương từ ngoài nó phải đi vô, vuốt từ này trên. Từ ngoài vô có nghĩa là từ dưới lên trên, từ trong ra ngoài có nghĩa là từ trên xuống dưới. Còn chân, mặt trong của chân? Trong mặt trong của chân thì từ trong ra ngoài, mặt dương của chân từ dưới lên trên, má ngoài, má trong thì từ trong đi xuống. Trong thì trong đi xuống. Rồi từ dưới đi lên, đây nè. Dưới lên nè ha, mình dùng cái nè. Mình chà nè ha. Chân này thẳng, thấy không? Quý vị tác động như vậy à, quý vị mà thiếu huyết à, tác động như thế này nè, đây là hộp sọ nè, thấy không? Thiếu huyết. À, ở đây á, là cái những cái đường kinh để tạo lại huyết nè, là những kinh dương nằm ở đây nè, là tốt thiếu dương tổng kinh chạy ngang qua đây nè.
chạy lên tới trên này là huyệt túc tâm lý nè. Cho nên người xưa nó bóp vào một huyệt này thôi không, mà đi ba dặm không biết mệt mới gọi là túc tâm lý. Con gà đó người ta căn cứ vào chỗ cái chân con gà đó, người ta án chừng cái huyệt túc tâm lý mà ta kích thích vô đó nó đẻ sai. Cho nên một trong những huyệt dưới chân rất là quan trọng. Nên chà tới trên này mà thấy chỗ này đau á, chà lên tới đây mà đây đau đó, tức là nhựa, chỗ nhựa luyện để nuôi cái khớp này thiếu. Mà chà vô từ dưới này lên trên mà chỗ này mà đau á, là tiểu, đi tiểu có vấn đề, hoặc là bị tiểu đường, hoặc là cái chân bị tê. Bên đây hả sư huynh? Má trong, má trong. Cho nên quý vị bóp cái đùi như vậy đó, có nghĩa là quý vị đã săn sóc gần như ngũ tạng nằm trên đó rồi. Này làm lại ha, từ dưới lên trên. Nhưng mình nên làm hả thầy? Ở thằng ngày mình nên làm thằng ngày giống như mình tập thể dục thôi. À, lúc vô tập thể dục mình tắm đấy. Không, không nên. Quỳnh đi tắm, Quỳnh chì nó nước nhiều khi nó nhiễm vô cái quyệt, đúng mắt à. Con là gạt lắm. Sáng nước không được đâu. Quỳnh phải tập trước khi Quỳnh đi tắm. À. Hoặc là đi tắm rửa ra xong rồi lau khô mới tập. Mình vuốt thì không tập lên với trên. Nước, không tập với nước. Không được bao giờ vuốt đi, không được bao giờ vô trong nhà tắm bấm quyệt. Rủi bấm bậy một cái trong đó là đổ thừa tôi là đổ nợ. Cái chuyện nó không nói được. Nó hở. Thấy không? Ngày mình làm ha. Thấy chưa? Vuốt từ dưới lên trên này ha. Xong rồi từ trên chà xuống này phải không? Trên mu bằng chân đạp xuống các kẻ chân nè. Thấy không? Đạp từ trong ra các kẻ chân nè. Đó. Vậy thôi. Có cái này là mình đi vô thôi. Cái này á, đây nghe nè. Dạ. Cái thế này đó hả, là nếu mà magic method nó mời cô là tiền không. Nằm trên giường tập rất đã mà giường cứng đó. Nằm trên giường dạ, thẳng chân dạ, vâng. Chạp tả lắm. Dạ. Còn nằm trên ro nữa còn sướng nữa. Nhưng mà nãy cũng thấy thì làm từ đây là đi ra mà. Thì trong này đi ra. À, nhưng mà còn ở ngoài thì ngoài đi lên. Ở ngoài thì đi vô, không, còn nếu ở trong thì đi ra. Ừ. Còn ở đây bàn thì tôi đi ra. Chân đạp xuống ra luôn. Đi ra, đi lên hả thầy? Còn hả? Mặt trước. Mà không ở đây nè. Mặt trước nè, từ dưới đi ra nè. Cái này. Nó đi có hai phần nè. Từ một cái sóng quyển nè. Từ đây ra nè, là từ dưới lên trên. Từ trên này nè, sóng quyển đi ra nè. Từ trên đi xuống. Trong này là đi xuống. Trên sóng quyển. Mình không chà trên không chà trên xe Hương Nguyễn, nó đi cặp theo cái xe Hương Nguyễn, quẹt nằm khu vực đó. Đi vô nè, ở ngoài thì đi vô. Thấy không? Xong rồi đây nè, eo bằng chân nè. Eo bằng chân này rất có lợi cho bộ tiêu hóa. À, chà sao bên mặt thuộc gan, bên trái thuộc tỳ vị. Chà vô. Chà đây nè, eo này mình chà, eo này giống như mình kỳ đắc á. Đây nè. Vậy mình nên trước khi tắm đi, mình đừng có tắm xong mình làm. No way. No way, đừng làm vậy. Thầy sao làm mà chân mỏ quá thầy? Mỏ chân á hả? Là thiếu huyết á. Thiếu huyết hả? Ừ. Sao tôi còn thiếu thầy? Thì đây là tôi ấn nãy để tôi biết cô thiếu huyết mà. Vậy là phải ăn thêm nữa rồi. Ăn thêm cho nó. Đây bây giờ muốn không mỏi là tôi chỉnh cục bộ cho cô coi nè ha. Chỉnh nè. Ô đau thế. Nè tôi đè cho khác nè. Không đau. Cái nó thiếu huyết hả thầy? Mình bấm. Thì thiếu huyết cho nên cái chân nó mỏi. Túc tâm lý. Nãy thầy nói việc túc gì thầy? Túc tâm lý. Nằm sát ở đây con này, con này chưa tới. Con này có dương lăng thôi. Nằm đây. Túc tâm lý nằm sâu trong này. Này dương lăng. Dương lăng là gì thầy? Dương lăng là một trong những huyệt chủ về gan. Mà đàn bà luôn luôn á là lấy gan làm chủ nha. Vậy hả thầy? Ừ. Tại sao đàn không lấy gan làm chủ đâu? À để nghe. Vì đàn bà là âm cho nên là mà thuộc huyết, huyết vô gan. Cho nên người ta mới nói là sức mạnh của phụ nữ ở sự gì? Ở sự quốc hận. Gan là ở chỗ quốc hận. Quốc hận chừng nào độc tố nó tạo ra chừng đó, mà chính cái quốc hận đó nó cũng nung nấu lên cái anh thương nữ kiệt của con người. Còn đàn ông á lấy cái thận làm chí, lấy cái thận làm gốc, cho nên đàn ông thấy vậy nó hung mạnh như vậy mà lấy sự yên tĩnh làm gốc. Cho nên đàn ông lấy huyệt dũng tiền chủ thận làm chủ. Cho nên đàn ông lấy khí làm chủ, đàn bà lấy huyết làm chủ. Cho nên đàn bà mạnh về huyết, đàn ông mạnh về khí. Rồi nếu mà đàn bà mà làm đàn bà mà huyết không mạnh là không xong rồi hả thầy? Thì đương nhiên. Thì là cái huyết nó đi không đủ cho nên cái người phụ nữ nó không mạnh được. Cô để ý coi cô, có phải cái nghiệp quả nó khiến như vậy không? Cô mong đừng làm có không? Nó đâu có khó. Mà người phụ nữ một tháng một kỳ nó mất huyết biết bao nhiêu. Cái menstruation của quý vị đó. Rồi quý vị sinh đẻ nó quý vị mất huyết biết bao nhiêu. Thấy không?
Cho nên người ta nói không sai, mà tại vì mình không tin, mình làm có chứ không có sai được. Nó có hết á. Nhưng mà ngày xưa tại vì nó thô kệch, người ta không đi tới cái chỗ khoa học tinh vi cho nên mình thấy nó thô. Mình thấy cái gì nó cũng dở hết. Thấy không? Nhưng mà quý vị thấy nó hồi xưa nó thấy không? Tóc để dài, buồn ngủ quá, treo sàn nhà, gật cái đầu, tỉnh dậy ngủ học tiếp. Bây giờ cho như vậy đó hả, là một cái chuyện bằng nô cái gì đầy đỏ con người đủ thứ chuyện làm mọi chuyện. Người ta làm nhiều cái đơn gì lắm mà tùy cái phương tiện của người ta. Như bây giờ nói trở lại vấn đề nè, quý vị cứ để ý rồi này nè, quý vị thấy nè ha, trái chuối già thôi chứ trái chuối cao nè, quý vị phân biệt được cái gì đó, học âm với dương thôi đó. Quý vị có thấy trái chuối già đó nó bột nhiều hơn trái chuối cao không? Đúng rồi. Cho nên cái gì mà bột càng nhiều á, những cái bệnh gao mà bệnh bao tử không dám cho ăn. Chỉ để ý coi trái chuối già mau hư lắm. Khi nó thâm kim ngoài da rồi là muốn bỏ rồi. Nhưng mà trái chuối cao càng thâm kim bên trong càng ngon. Càng ngon. Lột cái da nó sát da vậy đó mà cái chuối ăn vẫn còn ngọt. Cho nên dương hay âm khác nhau có chỗ đó chút xíu thôi. Cái nào là dương, cái nào là âm? Thì cái mà ít lâu hư là dương. Dương nhiều, dương là sự sống chứ có gì đâu. Đúng rồi, dương là sự sống âm. Đàn ông thì... Quỳnh thấy không? Đàn ông đẻ lẽ, bởi lẽ ra đàn ông tuổi thọ phải cao hơn đàn bà. Nhưng mà vì đàn ông quỷ hoại thân thể nhiều quá. Đúng qua rồi. Tình dục. Rượu nữa. Quý vị thấy ngày hư dân lão hòa thượng không? Được, trước khi xuất gia, ông già biết thế nào xuất gia, ông ép lấy cho hai bà vợ. Hai bà năn nỉ hoài không được. Ổng cứ đọc kinh cho mấy bà chép, mấy bà thương quá cái ngồi chép 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 hoài thiết rủ đi tu luôn. Ngài thọ tới bao nhiêu? 125 tuổi. Ngài ăn cái gì? Có khi 6 tháng ngày không tắm. Ăn rất kham khổ. Mà tu điêu khi hạnh đầu đà rất khổ cực. Còn bây giờ ta đó hả, trời để y là ghi tràn đầy luôn. Mà thọ không đầy 70 là tiêu đường me rồi. Ăn thì đòi cứ thịt bò thịt này kia mà ngài ăn cái gì? Có rất nhiều vị chân tu là như vậy. Cho nên khi ta thấy được cái lẽ này đó, ta mới đặt lại vấn đề mà khoa học đã lầm lẫn. Khoa học nó tại cơ chế của con bò ăn cỏ. Cho nên con bò ăn cỏ đây mà sống, con người ăn chay là bệnh. Đó là khoa học nói bá láp. Trên thực tế, mỗi một thức ăn nó phải có đủ 3 yếu tố. Gọi là một nutrition. Tức là sao? Tức là cái đó nó biến thành dưỡng chất. Trong đó không có không khí, cái đó không thành dưỡng chất được. Cứ để ý mà coi. Người ta đó hả là chết muốn, thiếu huyết muốn chết rồi. Mà mấy giọt nước trong sa mạc thôi. Tính nhân à. Nó cần sữa tư gì đâu. Hình thử cho nên khi mà nó tuần hoàn lại được rồi thì tự động nó quờn lại máu. Tụi tôi ở trong tù bị biệt giam vô xào luyện, đưa trả ra cái bắp chân á, như bắp tay da không đường tán mà đang thùi lùi, mấy bà ngồi ở quạt rùi bay qua bay lại vậy đó, bỏ miếng vô ăn còn ngon hơn bưa bề tên nữa. Thì nhai với bột không sơ sơ gì, 3-4 tuần lễ sao mập ù trở lại. Thịt đâu ra? Không có thịt. Tại ta quan điểm sai lầm trên cái căn bản đó, cho nên ta cứ nói rằng phải ăn như vậy nó mới ra như vậy. Nó không đúng. Mẹ ăn bất cứ cái gì cũng được, miễn nó ngon miệng. Miễn nó ngon miệng, tức là nó thành nutrition. Còn bây giờ ăn không ngon miệng thì cao lương mấy vị cũng vậy chứ gì nữa, đúng không? Thành để cho nên quý vị ăn uống là đừng quá chú trọng nhiều trên vấn đề cái dưỡng sinh theo cái đời thường. Cứ ăn người ta nó vừa phải trong con miệng. Tôi ăn có nhiều bữa rất đơn giản, tôi ăn hả, giờ vợ tôi đi chùa bây giờ mới nhắn nó đồ lấy ăn, cứ ăn ăn có gì đâu, tại không ngon không ăn. Nói sao không ngon? Tôi ăn cơm chỉ chấm chút muối mè với vài lát chuối, tôi cảm thấy ngon miệng, tôi ăn ngon rồi. Ngon hay không do mình, mà khi mình ngon rồi thì cứ phải. Bởi vì nó quý vị thấy thân thể, nếu mà tôi ăn chay trường mà đôi khi tối tôi còn không ăn nữa, một tuần lễ tôi ăn có mấy ngày à, mà quý vị thấy tôi vẫn thịt da được vậy không? Thì đâu có phải như vậy là tôi ăn thiếu chắc. Thậm chí quý vị biết là giờ tôi uống sữa bột tôi còn nghe mùi tanh đó nha. Tôi không dám uống sữa bột luôn á.
Vì nó là từ tinh huyết mà ra. Nếu đúng mình hiểu cho con ra đó, thì nó vẫn có mùi tanh. Mà cái đó là cái gì không phải Phật cấm. Nhưng là vậy vì cái thân thể của mình vốn dục sanh, cho nên mình tiếp dục cho nhiều nó phát dục. Cứ là tại như vậy. Còn quý vị đã đạt đạo rồi nô khe. Nhưng ông Phật thành đạo rồi ông khát sướng uống thôi. Còn bây giờ ta phải kiêng. Là tại vì giữa ranh giới thiện và ác ta chưa vượt nổi. Thì con thuyền chỉ sức chỉ có chở một tấn thôi. Mà ta tới ba tấn cho ta lên. Cho nên phải cử là như vậy. Chứ không ai buộc quý vị giữ giới làm gì hết á.